Mọi người chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Mình vẫn đây chỗ nào ra. Chia sẻ bài để được giảm 20k trên từng sản phẩm nha mọi người. Chị ghi cho chị xem không ghi được. Rất nhiều mẫu đầm đẹp nha mọi người ơi. Mọi người chia sẻ bài giùm mình nha. Ghi đi em không ghi được. Em không ghi được. Chị ghi đi, không biết. Cái váy xanh treo trên mannequin là để tặng nha Minh Thảo. Chơi mini game tặng nha. Mẫu mình đang mặc cho mọi người cực kỳ đẹp nha. Mẫu này mình có mấy màu. Mẫu này mình có 3 màu cho mọi người. Là maxi nha, mặc cực kỳ đẹp. Từ 52kg lại mặc vừa nha mọi người. Mẫu đầm mà mẫu em đang mặc là 52kg lại mặc vừa nha. Cực lên farm cực kỳ dễ thương nha mọi người ơi. Rất thích hợp trong mùa hè để đi du lịch nha. Giá cực kỳ rẻ luôn. Mẫu đang mặc có 3 màu nha mọi người ơi. Làm đầm maxi nha. Đầm maxi cực kỳ đẹp nha mọi người. Lên farm rất đẹp nha. Mọi người chia sẻ bài để được giảm 20k trên từng sản phẩm nha mọi người. Like và chia sẻ để được tặng đầm nha. Tặng đầm xanh trên mannequin nha mọi người ơi. Mọi người chia sẻ bài giùm mình nha. Mọi người chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Chị Nguyệt Minh ơi, hình như chị có đơn hàng ở bên em á, chị ghé shop bán giùm em ấy nha chị. Mẫu đầm maxi mẫu mình đang mặc cực kỳ đẹp nha mọi người. Có 3 màu nha, rất tôn dáng, rất thích hợp cho mùa hè để đi du lịch nha. Đầm bao nhiêu vậy Linh? Thiên ơi, 248 nha chị Thiên ơi. Chia sẻ đi giảm. Mua trên like còn 228 nha chị. Chị mặc được đó chị Thiên. Màu này dễ thương lắm. Có 3 màu luôn á. Hai màu nha mọi người, còn 2 màu này nha. Hơn mua cho người yêu à Hơn? Nặng tấn hơn. Mua cho người yêu đi Hơn ơi, đẹp lắm. Hai màu này nè chị Thiên ơi, hai màu này 248 nha. Chị mua trên line là còn 228 nha chị. Thanh Thảo Nguyễn thấy nha chị ơi. Qua hốt hết đi Hơn ơi, em khỏi like. Hai màu mẫu đang mặc đẹp nè chị Thiên ơi. Cực kỳ đẹp luôn á. Chị Thiên mặc được. Rồi ok chị. Rồi. Còn màu này nữa Thiên ơi. Màu này nữa nè chị ơi. Đó, còn màu đó nữa nha. Màu vàng.
Rồi chốt cái màu vàng cho chị Thiên rồi nha. Mẫu này em vẫn còn hai màu nha mọi người. Bạn nào thích thì có thể chụp màn hình gửi cho mình nha. Mọi người chia sẻ bài để được giảm 20k trên từng sản phẩm nha mọi người. Mọi người chia sẻ để cuối like mình sẽ tặng đầm đang mặc trên mannequin nha mọi người. Vải cực kỳ đẹp nha. Rồi ok chị Thiên nha. Mai em ship cho. Mọi người chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Hôm nay là mình like hàng mới nha. Rất là nhiều đầm Messi đẹp nha mọi người. Đầm đi tiệc nữa nha. Giá cực kỳ rẻ. Mọi người có thể ghé 86 của Chính Lan Miu Shop coi hàng nha mọi người. Mọi người chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Dương Liễu Nguyễn Thị, chị hỏi cái nào chị? Cái cái đầm Messi lúc nãy là 248 mà mua trên live chia sẻ còn 228 nha chị ơi. Rồi Thiên chờ chút nha Thiên. Rồi mọi người chia sẻ thật nhiều giùm mình nha mọi người ơi. Một cái đầm vàng này cũng cực kỳ đẹp nha mọi người ơi. Giá của đầm này chỉ là 238 nha. Mua trên live chỉ còn 218 nha mọi người ơi. Dương Liễu Nguyễn Thị ơi, em ở 86 của Vĩnh Lan Miu Shop nha chị. Mẫu váy mẫu của mình đang mặc là 55kg đồ lại mặc vừa nha mọi người. 55kg đồ lại mặc vừa nha. Vải cực kỳ đẹp nha, mặc rất là mát nha mọi người. Mẫu của mình mặc rất đẹp nha. Giá chỉ 238 nha mọi người. Giá 238 chia sẻ còn 20, cộng với chia sẻ còn 218 nha. Giảm 20k trên một sản phẩm nha mọi người ơi. Mọi người chia sẻ bài. Chị Thiên ơi còn có một màu vàng này thôi chị ơi. Màu vàng này lên da sáng lắm. Chị trắng vậy mà cái này đẹp đó. 238 chia sẻ còn 218 nha. 55kg đồ lại mặc vừa nha mọi người. Mặc cực xinh nha. Vải này mặc rất là mát. Vải này mặc rất mát nha mọi người. Là vải xô nha. 238 chia sẻ còn 218 nha mọi người. Mọi người chia sẻ bài giùm em nha. Chia sẻ bài để được giảm 20k trên một sản phẩm nha mọi người. Mẫu này 55kg đồ lại mặc vừa nha. 55kg đồ lại mặc vừa nha mọi người ơi. Cực kỳ xinh nha. 55kg đồ lại mặc vừa. Chỉ 238. Chia sẻ còn 218 nha mọi người. Chia sẻ còn 218 nha. Bạn nào thích cái này có thể chụp lại màn hình cho mình nha. Không Thiên ơi, không có bị lùn đâu. Cái này ngắn mà chị, không lùn đâu. Đẹp á. Dễ thương, màu cũng đẹp nữa. Thiên lấy đi. Xin chào Vi Kiều, xin chào mọi người nha. Mọi người chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Mọi người chia sẻ để cuối live mình sẽ tặng cái đầm đang mặc ở trên mannequin nha. Chia sẻ để được giảm 20k trên một sản phẩm nha mọi người. Hôm nay mình like đồ mới nha. Nhiều đồ, nhiều đầm rất là đẹp nha mọi người. Đầm đi tiệc cũng rất là đẹp nha. Mọi người chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Mọi người chờ một chút nha mọi người ơi, mẫu của mình đang thay đồ nha. Đây một cái đầm này đi tiệc cực kỳ đẹp luôn nha. Mẫu này từ 50kg đổ lại mặc vừa nha mọi người.
50kg rồi lại mặc vừa nha. Rồi, cảm ơn chị Thiên nha. Thiên có lấy cái vàng lúc nãy không? Một cái đầm đi tiệc cực kỳ đẹp nha. 50kg rồi lại mặc vừa nha mọi người ơi. cái đầm đi tiệc này nha mọi người ơi, cực kỳ đẹp luôn nha. Thiên ơi, Thiên đang nói cái nào, cái đấy mẫu đang mặc chị mặc được luôn. Thiên mặc đẹp đó. Rồi, cái này chốt cho Thiên nha, cái màu đen này Thiên mặc đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn. Thiên lấy cái này em chốt với Thiên luôn nha, mai em ship cho. Mẫu này 50kg đô lại mặc vừa nha mọi người ơi, 50kg đô lại nha. Chia sẻ để được giảm 20k trên một sản phẩm nha mọi người. Để cuối like mình sẽ tặng đầm nha, đầm đang mặc trên mannequin nha. Rồi, em chốt này cho Thiên nha. Cảm ơn Thiên nha, Thiên chia sẻ bài giùm em nha Thiên ơi. Chia sẻ vô nhóm giùm em nha. Mọi người chờ một tí, mẫu của mình đang thay đồ nha mọi người. Xin chào cả nhà. Mọi người chia sẻ bài để được giảm 20k trên một sản phẩm nha mọi người. Mọi người có thể ghé 86 của những Lan Miu Shop để coi hàng nha, coi đồ nha. Rất nhiều đồ đẹp nha mọi người, hàng mới về rất nhiều nha. Mọi người chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi, chia sẻ bài để được giảm 20k trên một sản phẩm nha. Còn rất là nhiều đầm đẹp nha mọi người. Có luôn nha, có giùm luôn nha. Em ơi. Rồi, mẫu mình đang mặc giùm đây nha. Rồi, có rất là nhiều luôn nha em ơi, có rất nhiều váy mặc giùm luôn nha. Rồi, mẫu đầm giùm đúng không? Này là dâm nha mọi người ơi. Mẫu này cũng 50kg thôi lại mặc vừa nha. Mẫu mình mặc cực đẹp luôn nha mọi người. Giá rất là rẻ nha. Giá cực kỳ rẻ nha mọi người ơi. Dâm này là 428 nha mọi người. Mua trên like sẽ còn 408 nha. Sẽ được giảm 20k nha mọi người. Dâm này mặc lên rất là tôn dáng nha. Bạn nào thích thì có thể chốt số 1 cho mình nha. Mẫu này số 1 nha mọi người ơi. Mẫu này số 1 nha. 428. 428 chia sẻ còn 408 nha. Chị Thiên ơi, cái này chị mặc cũng được luôn. Cái này cũng hợp cho với chị luôn á. Xin chào Thảo Nguyễn. Mẫu này nha, mẫu này 50kg thôi lại mặc vừa nha mọi người. 428 chia sẻ còn 408 nha. Mọi người chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Like và chia sẻ để được tặng đầm luôn nha. Thiên ơi, cái này chị mặc cũng được nè chị Thiên ơi. Cái này đẹp lắm á. Hốt luôn đi. Mẫu này 50kg thôi lại mặc vừa nha mọi người. 50kg thôi lại nha. Phải cực kỳ chất luôn nha mọi người. Cực kỳ đẹp nha, là giùm nha. 428 chia sẻ còn 408 nha mọi người. 408 thôi nha. 408 một cái dâm này nha. Vải cực kỳ chất nha. Thiên ơi, Thiên có lấy cái này luôn không? Mai em ship luôn nè. Thảo ơi, chia sẻ bài dâm nha Thảo ơi. Chia sẻ để được giảm 2. Trời ơi, cái này mà đẹp lắm. Không lấy là uổng. Mẫu... Không mặc cái này mới có mông. Không có mông mà cái này mới có mông. Mẫu này 50kg rồi lại mặc vừa nha. 50kg nha, bạn nào thích có thể chụp màn hình gửi cho mình nha. Hưng vẫn còn à Hưng. Hưng ba hốt hết giờ cho người yêu mặc nè Hưng ơi. Rồi, cảm ơn nha. Hằng Nga không có luôn nha. Hằng Nga ơi, chị sẽ like từ từ nha em ơi. Bây giờ chị đang like váy nha, váy đầm đi tiệc luôn nha. Rất nhiều mẫu đẹp nha. Mọi người chia sẻ bài nha mọi người. Chia sẻ bài để được giảm 20k trên một sản phẩm nha. Không, cái này mặc lên mới có mông Thiên ơi. Cái này mặc lên mới có mông. Linh nói là lên đây Linh tặng cho cái quần đụng không.
trên 150 người coi, em sẽ tặng đầm đang mặc trên mannequin nha mọi người ơi. Mọi người chia sẻ bài giùm em nha. Còn rất là nhiều đầm đẹp nha mọi người. Ánh Hoa ơi, có quần đùi luôn nha em. Em ghé shop coi giùm chị nha. Do chị hôm nay chị like đầm nha em. Còn thời gian thì chị sẽ like quần. Rất là nhiều đồ đẹp nha mọi người. Bạn Sunny Linh Anh ơi, bạn có đơn hàng bên mình đó. Sao mình gọi cho bạn không thấy bạn trả lời. Rồi một cái đầm maxi mẫu mình đang mặc nha mọi người. Cực kỳ dễ thương luôn nha. Một màu duy nhất nha mọi người ơi. Màu này cực kỳ đẹp luôn. Ở ngoài rất là đẹp. 150 người coi, em sẽ tặng đầm đang mặc trên mannequin nha. Mẫu váy mình đang mặc là 248. Chia sẻ còn 228 nha mọi người ơi. Chia sẻ còn 228 đầm maxi mẫu mình đang mặc nha. Một màu duy nhất nha mọi người. Cực kỳ đẹp luôn. Mẫu này từ 55kg đồ lại mặc vừa nha mọi người. 55kg đồ lại mặc vừa nha. Mẫu này cực kỳ xinh luôn nha. 248 chia sẻ còn 228 nha mọi người. 228 với một cái đầm maxi này nha. Cực kỳ đẹp nha mọi người. Mọi người chia sẻ bài nha mọi người ơi. 150 người coi, em sẽ tặng đầm đang mặc trên mannequin nha. Mẫu maxi đang mặc 55kg đồ lại mặc vừa. Giá là 248, chia sẻ còn 228, rất rẻ nha mọi người. Cực kỳ xinh luôn nha. Cực kỳ đẹp nha mọi người ơi, rất đẹp nha. Bạn nào lấy mẫu này có thể chốt số 2 giùm mình nha. Chốt số 2 mẫu đầm maxi này nha. Toàn bộ đồ hôm nay là đồ mới về nha mọi người ơi. Hàng mới luôn nha. Hàng mới của shop nha. Mọi người có thể ghé 86 Quỳnh Lan coi hoặc lựa mẫu giùm mình nha. Bạn nào thích mẫu này có thể chốt số 2 giùm mình hoặc chụp màn hình gửi lại cho mình nha mọi người ơi. Mẫu này 55kg đồ lại mặc vừa. 55kg đồ lại mặc vừa, chỉ giá 248. Chia sẻ còn 228 nha. Còn rất nhiều đầm đẹp nha mọi người ơi. Còn rất nhiều đầm đẹp nha. Mọi người chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu của mình đang mặc đồ nha. Mọi người chờ mình một tí nha. Một trăm năm mươi người coi, em sẽ tặng đầm đang mặc trên mannequin nha mọi người. 150 người coi nha. 120 rồi. 120 người coi rồi nha. 150 người coi, em sẽ tặng đầm đang mặc trên mannequin nha mọi người. Còn rất là nhiều đầm đẹp nha. Rất nhiều đầm đẹp luôn nha mọi người ơi. Mẫu này nha, một cái đầm này, mẫu này từ 50kg đồ lại mặc vừa nha mọi người. 50kg đồ lại mặc vừa cái đầm này nha. Đầm này. Mẫu này 298, chia sẻ còn 268 nha. 278. 278 cái đầm này nha mọi người. 278 với điều kiện chia sẻ nha, giảm 20k. Mẫu này từ 50kg đồ lại mặc vừa nha mọi người ơi. Mẫu này rất là thích hợp với đi du lịch nha, rất là đẹp. Đẹp lắm luôn nha, vải rất là đẹp. 50kg đồ lại mặc vừa mẫu này nha mọi người. Bạn nào thích mẫu này có thể chốt số 3 cho mình nha mọi người. Chốt số 3 nha. Có mút ngực luôn nha mọi người ơi. Đầm này có mút ngực luôn nha. Mẫu này rồi chị cũng mặc được luôn. Chị Thiên những mẫu này giờ chị toàn mặc được hết luôn. Mẫu này rất là xinh nha mọi người. Màu cũng rất là đẹp. 298 chia sẻ còn 278 nha mọi người ơi. 278 cái đầm này nha. 50kg đồ lại mặc vừa. 50kg đồ lại mặc vừa nha. Bạn nào thích mẫu này có thể chốt số 3 giùm mình nha mọi người. Mẫu này chốt số 3 nha. Chị Thiên ơi lấy cái này luôn đi chị ơi. Mai em ship luôn một lần. Mua một lần luôn. Khỏi phải lựa lắt nhắt cho mệt. Mẫu này 50kg đồ lại mặc vừa nha mọi người. 50kg đổ lại mặc vừa mẫu này nha. 298 chia sẻ còn 278 nha mọi người. 278 nha. Mẫu này cực kỳ xinh nha. Không luôn. Không Thiên ơi, không có.
Rồi ok Thiên, chốt cái này cho Thiên nha. Rồi qua mẫu. Rồi chốt cho Thiên. Hôm nay Thiên chốt hết đi, em khỏi like. Xin chào mọi người, xin chào cả nhà. Mọi người chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Chia sẻ bài để giảm, để được giảm 20k nha. Chia sẻ để lên 150 người coi. Em thử thận đầm đang mặc trên Maracan nha mọi người. Đồ cực kỳ xinh luôn nha mọi người ơi. Mọi người chia sẻ bài giùm mình nha. Chia sẻ bài để được giảm 20k cho một sản phẩm nha mọi người. Chia sẻ để được giảm 20k nha. 150 người coi, 130 người coi rồi nha. Sao mà ăn mày được. Chủ một cái tiệm salon to thì to ở đường Hùng Vương mà nói đi ăn mày. Chấp nhận được mà. Lâu lắm rồi không ghé mua đồ. Nay mới thấy mà. Thang. Mọi người chia sẻ bài nha mọi người ơi. Chia sẻ để được giảm 20k nha. Chia sẻ để mình sẽ tặng cái đầm đang mặc trên mannequin nha mọi người. Một cái đầm suông này nha. Yếm nha mọi người ơi. Một set này là 198 nha. 198 chia sẻ còn 178 nha. Mẫu này nha mọi người ơi. Mẫu này em có 3 màu nha. Mẫu này em có 3 màu nha mọi người. 3 màu nha. 3 màu nha mọi người ơi. 3 màu nha. 3 màu mẫu này. Bạn nào thích mẫu này có thể chốt số 4 cho mình nha mọi người ơi. Chốt số 4 mẫu này giùm mình nha. Mẫu này 55kg đồ lại mặc vừa nha mọi người. Đầm cực kỳ xinh luôn, cực kỳ xinh nha. 55kg đồ lại mặc vừa nha mọi người. Bạn nào thích mẫu này có thể chốt số 4 nha mọi người ơi. Chốt số 4 mẫu này 55kg đồ lại mặc vừa. 198 chia sẻ còn 178 thôi nha. 178 cái yếm này nha. Đầm này cực kỳ xinh nha mọi người. 55kg đồ lại mặc vừa. 198 chia sẻ còn 178. Giảm 20k trên từng sản phẩm nha. 150 người coi em sẽ tặng đầm đang mặc trên mannequin nha mọi người ơi. Mọi người chia sẻ bài giùm em nha. Mẫu mình đang mặc có 3 màu nha mọi người. Bạn nào thích mẫu này thì chụp lại màn hình gửi cho mình nha. Chốt số 4 giùm mình nha. 198 chia sẻ còn 178 nha mọi người. 198 chia sẻ còn 178. Cực kỳ rẻ, rất là xinh. Toàn bộ hàng hôm nay là hàng mới về luôn nha mọi người. Hàng mới về nha. 198 chia sẻ còn 178 thôi nha mọi người. Bạn nào thích mẫu này có thể chụp màn hình gửi lại cho mình nha. Chị Út Sương ơi, em ở 86 của những Lang Miu Shop nha chị ơi. Em ở 86 của những Lang Miu Shop nha. Mọi người có thể ghé shop mình coi nha mọi người. Hàng mới về rất nhiều nha. 86 của những Lang Miu Shop. Giá cả đi đôi với chất lượng nha. Giá cực kỳ rẻ nha mọi người. Mọi người chia sẻ bài nha mọi người ơi. Mọi người chia sẻ bài càng nhiều càng tốt nha. Mọi người tiếp tục chia sẻ đi nha. Chia sẻ trên 150 lượt xem thì Linh sẽ tặng một chiếc áo hoa, váy hoa ở trên canh nha mọi người. Shop ở Miu Shop 86 Cù Chính Lan nha. Mọi người có thể tới trực tiếp ở shop để thử. Còn đây là một set. Set này có mấy màu? 3 màu. Set này có 3 màu: vàng, đen, hồng. Bao nhiêu tiền? Cái này có 3 màu nha, vàng, đen, hồng. Rất là đẹp nha. Từ 53kg, 54kg trở xuống là có thể mặc set này.
Set này là giá là 238. Nếu mà mua trên line thì còn 218 thôi nha cả nhà. Mọi người ơi, mọi người tiếp tục chia sẻ đi ạ. 120 lượt xem rồi. 150 lượt xem mình sẽ tặng váy hoa ở trên kênh nha mọi người. Mọi người thích có thể chụp lại màn hình rồi inbox gửi cho Miu nha. Nói tí đi đó. Nói giọng dễ thương vừa gặp. Từ 55 52 chỉ được lại một người nha mọi người. Lần này 52 set này 52 chỉ được một người nha. Set áo của nó tốt, quần ống rộng nha. Mạng số 5 nha. Mẫu này mình có 3 màu nha mọi người. Đen và hồng nữa nha. Mẫu này 55kg đồ lại mặc vừa nha. 55kg đồ lại mặc vừa nha mọi người. Mẫu này 238 chia sẻ còn 218 thôi nha. 218 set mẫu mình đang mặc cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Vải mặc cực kỳ mát luôn nha. 238 chia sẻ còn 218 nha mọi người. Mọi người chia sẻ để được giảm 20k trên từng sản phẩm nha. Set mẫu mình đang mặc có 3 màu, cực kỳ xinh nha mọi người. Toàn bộ đều là hàng mới về nha. Hàng mới về hết nha mọi người ơi. Mẫu này là 238 chia sẻ còn 218 nha. Cực kỳ đẹp nha mọi người. Cực kỳ xinh nha. Bạn nào thích mẫu này chốt số 5 cho mình nha mọi người ơi. Chốt số 5 nha. Bạn nào thích có thể chụp lại màn hình gửi cho mình nha mọi người. Chụp lại màn hình gửi lại cho mình nha. Hoặc là có thể ghé 86 của Diễn Lan Miu Shop để lựa nha mọi người, để lựa và thử nha. Còn rất là nhiều hàng mới nha mọi người ơi. Áo thun áo xô về rất là nhiều nha mọi người. Rất thích hợp cho mùa hè để đi du lịch luôn nha. Mọi người có thể ghé 86 của Diễn Lan Miu Shop coi hàng nha mọi người. Chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Chia sẻ bài để được giảm 20k trên một sản phẩm nha. Trên 150 người coi em sẽ tặng cái đầm đang mặc trên mannequin nha. Mẫu cực kỳ đẹp nha. Mẫu đầm trên mannequin đang mặc cực kỳ đẹp luôn nha mọi người ơi. Đầm đó chỉ để tặng thôi nha, không bán đầm đó nha. Mọi người chia sẻ bài nha mọi người ơi. Chia sẻ bài để được giảm 20k. Hoặc có thể ghé 86 của Diễn Lan Miu Shop coi hàng giùm mình. Rất nhiều mẫu đồ về đẹp nha mọi người. Quần jean, quần đùi, chân váy, áo xô sơ mi, áo thun cực kỳ đẹp luôn nha. Rất nhiều mẫu đẹp nha mọi người ơi. Đen. Mẫu em đang mặc nha mọi người ơi, có hai màu nha, màu này và màu đen nha. Giá chỉ 318 nha mọi người, chia sẻ còn 298 nha. Chia sẻ còn 298 nha mọi người ơi. Xét mẫu mình đang mặc có hai màu nha, cực kỳ tôn da, cực kỳ tôn dáng luôn. 318 chia sẻ còn 298 xét này nha mọi người ơi, cực kỳ đẹp nha, cực kỳ đẹp luôn nha. Mẫu mình 55kg đồ lại mặc vừa nha mọi người. Mẫu này 55kg đồ lại mặc vừa. Bạn nào thích mẫu này thì chốt số 6 cho mình nha mọi người. Mẫu mình đang mặc có hai màu, màu đen và màu này nha. Cực kỳ đẹp cho mọi người. 298 một set này thôi nha. Chia sẻ để có giá 298 nha mọi người ơi. 298 set này nha. Chia sẻ để được giảm 20k nha mọi người. Chia sẻ để được giảm 20k. Mẫu mình đang mặc từ 55kg đồ lại mặc vừa nha mọi người. 55kg đồ lại mặc vừa set này nha. Giá cực kỳ rẻ. Mọi người chia sẻ bài nha mọi người ơi. Chia sẻ để lên 150 người coi em sẽ tặng đầm đang mặc trên mannequin nha. 120 người coi rồi nha mọi người ơi. Lên 150 người coi em sẽ tặng cái đầm đang mặc nha. Đang mặc trên mannequin nha. Set bộ mẫu em đang mặc cực kỳ dễ thương nha mọi người. 55kg đồ lại mặc vừa nha. 55kg đồ lại mặc vừa set này nha mọi người ơi. Mẫu em mặc cực kỳ đẹp nha. 55kg đồ lại mặc vừa 298, chia sẻ còn 298 nha mọi người. Chia sẻ để được giảm 20k trên một sản phẩm nha.
Bạn nào thích có thể chụp lại màn hình gửi cho mình nha mọi người. Mọi người chia sẻ bài nha. Chia sẻ bài để được giảm 20k nha mọi người ơi. Còn rất là nhiều mẫu đầm đẹp nha mọi người, còn rất nhiều đầm đẹp nha. Mọi người chia sẻ để được giảm 20k nha, chia sẻ để mình tặng đầm đang mặc trên mannequin luôn nha. Mẫu mình mặc cực kỳ xinh luôn nha mọi người, còn rất là nhiều đầm nha. Mọi người chia sẻ bài giùm em nha mọi người ơi. Chia sẻ hoặc có thể ghé 86 Cù Chiến Lang Miu Shop coi hàng nha, coi đồ nha và lựa mẫu nha mọi người. Rất nhiều mẫu về rất là đẹp nha. Chia sẻ để được giảm 20k trên một sản phẩm nha mọi người ơi. Một cái đầm đi tiệc rất là đẹp, mẫu em mới mặc xong nha. Rồi một cái đầm này rất cực kỳ đẹp nha mọi người. Đầm này 47kg rồi lại mặc vừa nha mọi người ơi. 47kg rồi lại mặc vừa cái đầm này nha. Đầm đi tiệc này nha. Đầm này có giá là 428k. Chia sẻ còn 208 nha mọi người. Chia sẻ còn 208 nha. Bao nhiêu vậy? 428. Chia sẻ còn 408. 428 chia sẻ còn 408 nha mọi người ơi. Đầm mẫu em đang mặc nha. 47kg đồ lại mặc vừa nha mọi người. Đầm đang mặc 47kg đồ lại mặc vừa. 428 chia sẻ còn 408 nha mọi người. Cực kỳ đẹp nha. Mẫu này lên rất là đẹp cho mọi người. 428 chia sẻ còn 408. Mẫu này nha mọi người, mẫu đang mặc nha. Đầm đi tiệc cực kỳ đẹp nha mọi người. Bạn nào thích có thể chụp lại màn hình gửi cho mình nha. 428 chia mua trên like còn 408 nha mọi người. 408 một cái đầm này thôi nha. Bạn nào thích có thể chụp lại màn hình gửi cho mình nha mọi người ơi. Chị Út Sương ơi, rất nhiều nha chị ơi. Mẫu em đang thay đồ, mọi người chờ một tí nha mọi người. Mọi người ơi, ai mà đang trên like, hôm qua có đơn ở Miu Shop thì ghé lấy hộ Miu nha. Mọi người chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Bạn nào có đơn ngày hôm qua trên Miu Shop thì có thể ghé hoặc là ghé lấy giùm mình nha mọi người. Ai ship thì có thể nói mình nha. Tại hôm nay mình đi ship mình gọi nhưng mà mấy bạn không nghe nha. Vậy hả? Rồi đầm đi tiệc này nha mọi người ơi. Đầm đi tiệc này 57kg rồi lại mặc vừa nha. 55kg rồi lại mặc vừa nha mọi người. 55kg rồi lại mặc vừa đầm này nha. Đầm này có giá là 258 nha mọi người ơi. 258 cái đầm này nha. Chia sẻ còn 238 nha mọi người. Chia sẻ còn 238 nha. Mẫu này từ 55kg đồ lại mặc vừa nha mọi người. 258 chia sẻ còn 238 nha. Chia sẻ để được giảm 20k trên một sản phẩm nha mọi người ơi. Mẫu này mặc cực đẹp nha. Mẫu này mặc cực xinh nha mọi người.
Bạn nào thích mẫu này có thể chốt số 6 nha. Chốt số 6 giùm mình nha mọi người. 55kg đồ lại mặc vừa nha. Mẫu này 258, chia sẻ còn 238 nha mọi người. Mẫu này em còn màu đen và màu này nha mọi người. Có hai màu, màu đen và màu đỏ nha. Bạn nào thích mẫu này có thể chốt số 6 nha mọi người. 55kg đồ lại mặc vừa, 258, chia sẻ còn 238 nha mọi người. Chia sẻ còn 238 nha. Chia sẻ đã được giảm 20k nha mọi người ơi. Đầm này em có hai màu, màu đen và màu đỏ nha mọi người. 55kg đồ lại mặc vừa nha. 55kg đồ lại mặc vừa, 258, chia sẻ còn 238 thôi nha mọi người. 238 một cái đầm đi tiệc này nha. Cực kỳ đẹp nha. Bạn nào thích có thể chụp lại màn hình gửi cho mình nha mọi người. Chụp lại màn hình gửi cho mình hoặc ghé 86 của những Lan Mew Shop coi, coi và thử cho mình nha. Mọi người ơi, chia sẻ bài giùm mình nha. Chia sẻ bài giùm mình để được giảm 20k nha mọi người. Chia sẻ để được trên 150 người coi em từ tặng đầm đang mặc trên mannequin nha. Tặng đầm đang mặc trên mannequin nha mọi người. Rồi em sẽ mặc theo mẫu nha chị Út Sương ơi. Còn rất là nhiều mẫu nha chị. Hôm nay shop live toàn đồ hàng mới về nha mọi người. Hàng mới về nha. Để được giảm 20k nha mọi người. 20k trên từng sản phẩm nha. Phải còn rất là nhiều đầm đi tiệc đẹp nha mọi người ơi. Mẫu mình đang thay đồ mọi người chờ một chút nha mọi người. Một cái đầm chấm bi cực kỳ xinh nha. Kỳ xinh luôn nha mọi người ơi. 55kg đồ lại mặc vừa cái đầm này nha. 55kg đồ lại mặc vừa nha mọi người. Bạn nào thích mẫu này có thể chốt số 7 cho mình nha mọi người. Chốt số 7 cho mình nha. Mẫu này 55kg đồ lại mặc vừa nha mọi người. Đầm chấm bi nha. Bạn nào thích mẫu này thì chốt số 7 cho mình nha. Chốt số 7 cho mình nha mọi người. Mẫu này 55kg đồ lại mặc vừa, 198, chia sẻ còn 178 nha mọi người ơi. 198, chia sẻ còn 178 cái đầm này thôi nha. Cực kỳ rẻ luôn, cực kỳ rẻ mà rất là đẹp nha mọi người. 55kg đồ lại mặc vừa cái đầm này nha mọi người ơi. Chỉ 198, chia sẻ còn 178 thôi nha mọi người. Cực kỳ đẹp nha. Cực kỳ đẹp, mặc cực kỳ mát luôn nha mọi người ơi. Đầm này nha, đầm này vải cực kỳ mát luôn nha mọi người. Bạn nào thích mẫu này thì chốt số 7 cho mình nha. 55kg đồ lại mặc vừa, 198. Túi Cô Hồng Anh ơi, 198, chia sẻ còn 178 nha. Túi là 278 nha bạn ơi. Bạn Nguyễn Thu Hiền, chia sẻ còn 258 cái túi này nha mọi người. Đầm 198. Có lớp lớp. Không nha. Không nha Hồng Anh, nhưng mà vải dày lắm nha cô. Mẫu này 55kg đồ lại mặc vừa. 55kg đồ lại mặc vừa. 198, chia sẻ còn 178 nha mọi người. Rất là đẹp nha. Vừa đẹp mà vừa rẻ luôn nữa nha mọi người.
Mẫu này 198, chia sẻ còn 178. Bạn nào thích mẫu này thì chốt số 7 cho mình nha. Chốt số 7 mẫu mình đang mặc nha mọi người ơi. Đầm chấm bi nha. Vải cực kỳ đẹp. Chỉ 178, chia sẻ nha mọi người. Bạn nào thích có thể chụp lại màn hình gửi mình nha. Còn rất là nhiều đầm đi tiệc đẹp nha mọi người. Mọi người chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Chia sẻ để được giảm 20k trên một sản phẩm nha. Trên 150 người coi em sẽ tặng đầm đang mặc trên mannequin nha mọi người. Cực kỳ xinh luôn nha. Mọi người có thể, hoặc mọi người có thể ghé 86 Cù Chính Lan Build Shop coi hàng giùm mình nha, coi đồ giùm mình nha mọi người. Rất nhiều đầm đẹp, rất nhiều đồ đẹp luôn nha. Đầm đi tiệc nha mọi người. 52kg đồ lại mặc vừa cái đầm này nha. Đầm này 438 nha mọi người. Chia sẻ còn 418 nha. 418 cái đầm này nha mọi người ơi. Cực kỳ xinh luôn nha. 50kg đồ lại mặc vừa cái đầm đi tiệc này nha mọi người. 438 chia sẻ còn 418 nha. Vải cực kỳ đẹp nha mọi người. Rồi chốt số 7 cho Hồng Anh. Mẫu em đang mặc nha mọi người. Bạn nào thích mẫu này chốt số 8 cho mình nha. Mẫu này mình có một màu nha mọi người ơi. Mình có một màu. 50kg đồ lại mặc vừa nha mọi người. 52kg đồ lại mặc vừa. Mẫu này chỉ có giá 438. Chia sẻ còn 418 nha. Chia sẻ để còn giá 418 nha mọi người ơi. Cực kỳ đẹp luôn nha. Vải cực kỳ đẹp nha. Bạn nào thích mẫu này chốt số 8 nha mọi người. Chốt số 8 cho mình nha. Mẫu này số 8 nha. 52kg đồ lại mặc vừa nha mọi người. 52kg đồ lại mặc vừa nha. Bạn nào thích mẫu này chốt số 8 cho mình nha mọi người. Hoặc có thể ghé 86 Cù Chính Lan Miêu Shop để thử đồ nha. Để thử và lựa rất là nhiều mẫu đồ đẹp nha mọi người. Mẫu này 52kg đồ lại mặc vừa nha mọi người. 52kg đồ lại mặc vừa. Bạn nào thích mẫu này thì chốt số 8 cho mình nha mọi người. Giá là 438, chia sẻ còn 418 thôi nha. Chia sẻ để được giảm 20k trên một sản phẩm nha mọi người ơi. Hôm bữa trước like con đã còn luôn nha cô Hồng Anh ơi, để cho cắt cho. Bạn nào thích mẫu này thì chụp màn hình gửi lại cho mình nha. Chia sẻ nha mọi người ơi. Phan Lan chia sẻ bài giùm nha Phan Lan ơi. Chia sẻ bài nha, chia sẻ để được giảm 20k nha. Lên 150 người coi em sẽ tặng đầm đang mặc trên mannequin nha mọi người. Mọi người chia sẻ bài nhiều giùm mình nha mọi người ơi. Hôm nay mình chỉ like đồ mới thôi nha. Toàn bộ là hàng mới về nha mọi người. Hàng mới về nha, cực kỳ xinh luôn nha mọi người. Cực kỳ xinh nha. Rồi một cái đầm đi tiệc màu đỏ này cực kỳ đẹp. 50kg đồ lại mặc vừa cái đầm này nha mọi người ơi. 50kg đồ lại mặc vừa. Đầm này có giá 438, chia sẻ còn 418 nha. Đầm này cực kỳ xinh luôn nha mọi người ơi. 50kg đồ lại mặc vừa nha. Mẫu này 438, chia sẻ còn 418 nha. Một màu. Đẹp. Mẫu này 438, chia sẻ còn 418 nha mọi người ơi. Đầm này cực kỳ xinh luôn nha. Tại sao không thấy có bom hết?
mẫu này cực kỳ xinh nha mọi người ơi, 50kg đồ lại mặt vừa nha. 50kg đồ lại mặt vừa, giá là 438, chia sẻ còn 418 nha. 418 cái đầm này nha mọi người. Bạn nào mẫu này nha mọi người ơi, bạn nào thích mẫu này có thể chốt số 10 nha. Chốt số 10 cái đầm này nha mọi người. 50kg đồ lại mặc vừa nha mọi người ơi. 438 chia sẻ còn 418 cái đầm này nha. Cực kỳ xinh nha mọi người. Bạn nào thích thì có thể chụp màn hình gửi lại cho mình nha. Mọi người chia sẻ bài nhiều giùm mình nha. Xin chào chị Mỹ, Lê Mỹ. Mỹ lệ. Chia sẻ bài giùm em đi chị Mỹ ơi. Còn rất là nhiều đầm đẹp nha mọi người. Một cái đầm đi tiệc. Mẫu mình đang mặc có hai màu nha mọi người, màu đen và màu đỏ nha. Giá là 288, chia sẻ còn 268. Chia sẻ còn 268 nha mọi người ơi. Chia sẻ còn 268 cái đầm này nha mọi người ơi. Chị có đầm xòe sát. Có luôn nha Toàn Ngô. Có luôn nha cô Hồng Anh, hồi nãy cháu nói là có. Để cháu để cho. Mẫu mình đang mặc có hai màu nha mọi người ơi. 288 chia sẻ còn 268 cái mẫu này nha. Cuối like mọi người lên 150 người coi em sẽ tặng con chó. Mọi người chia sẻ bài cho mình nha mọi người. Chia sẻ bài để cuối like mình sẽ tặng đầm đang mặc trên mannequin nha. Đây, cuối live em sẽ tặng con chó này nha mọi người ơi. Cưng quá. Chia sẻ bài nha mọi người. Chia sẻ bài để được giảm 20k trên một sản phẩm nha. Mẫu em đang mặc là 50kg rồi lại mặc vừa nha mọi người. Trời ơi, hot girl mà không xinh. Mẫu này có hai màu nha mọi người ơi, màu đen và màu đỏ nha. 50kg rồi lại mặc vừa nha mọi người. 288 chia sẻ còn 268 thôi nha. Chỉ 268 cái đầm này nha mọi người. Hai 268 cái đầm này nha mọi người. Mọi người chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Chia sẻ bài để mua được với giá 268 nha. Cô Hồng Anh kêu đầm đó cái chốt màu đen. Con về hả? Rồi, ok, cô Hồng Anh luôn nha, để cháu để cho. Cực kỳ đẹp luôn. Đầm màu đen. Rồi, chị chờ một chút nha Út Sương ơi, còn rất là nhiều đầm đẹp nha chị. Đầm luôn nha. Rồi, đầm mẫu mình đang mặc là 50kg loại mặc vừa nha mọi người. 50kg đồ lại mặc vừa cái đầm này nha. Bạn nào thích đầm này thì chốt số 10. Chốt số 10 nha. 478 chia sẻ còn 458 nha mọi người ơi. 458 cái đầm này nha. Bạn nào thích mẫu này chốt số 10 giùm mình nha mọi người. Đầm này đẹp quá luôn. Đầm này rất là đẹp luôn. Ở ngoài cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Cực kỳ đẹp nha. Bạn nào thích mẫu này chốt số 10 nha. Có mút luôn nha mọi người ơi. 478 chia sẻ còn 458 nha mọi người. Chia sẻ còn 458 nha. Cái đầm mẫu mình đang mặc cho mọi người. Bạn nào thích đầm này có thể chốt số 10 nha. Chia sẻ để được giảm 20k nha mọi người.
258 chia sẻ còn 258 nha. À quên, 478 chia sẻ còn 458. Đầm này cực kỳ xinh luôn nha mọi người, cực kỳ đẹp luôn nha. Ở ngoài vải rất là đẹp nha mọi người, rất là đẹp. Dạ. Bye bye bơ. 478 chia sẻ còn 458 nha. Rồi có Hồng Anh cái chốt cái này không? Tôi chốt cho. Bạn tiếp là lắc. Cường này là kết bằng tay nha mọi người, cực kỳ thất bảo. Rất là đẹp luôn, tôn dáng lắm. Lại màn hình gửi cho mình nha. Lấy hết luôn. Giờ đây cô hút hết sáu luôn đi. Mẫu mình đang thay đồ cho mọi người, mọi người chờ một tí nha mọi người ơi. Trong thời gian chờ đợi mọi người có thể chia sẻ bài nha, chia sẻ bài giùm mình nha. 120 người coi rồi, 150 người coi, em sẽ tặng đầm đang mặc trên mannequin nha mọi người. Hả? Mọi người chia sẻ mạnh tay giùm mình nha mọi người ơi. Dạ. Yeah. Rồi cô sắp cáo đi rồi. Gấm đã không còn được nhìn thấy em. Nicky đã về rồi. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Một cái đầm đi tiệc màu đen này nha. 50kg rồi lại mặc vừa mẫu này. Mẫu này 438 nha mọi người ơi, chia sẻ còn 418 nha. 438 chia sẻ còn 418. 52kg đồ lại mặc vừa cái đầm này nha. 52kg đồ lại nha. 52kg đồ lại mặc vừa cái đầm này nha mọi người. 438 chia sẻ còn 418 nha. Cực kỳ đẹp nha mọi người ơi, cực kỳ đẹp nha. Rất là đẹp nha, vải cực kỳ đẹp luôn. Đầm đi tiệc cho mọi người. Bạn nào thích mẫu này có thể chốt số 11 giùm mình nha mọi người. Chốt số 11 giùm mình nha. Mẫu này nha mọi người. Chốt số 11 mẫu này nha. 52kg đồ lại mặc vừa nha mọi người. 52kg đồ lại mặc vừa nha. Bạn nào thích đầm này thì chốt số 11 cho mình nha mọi người. Chốt số 11 cho mình nha. 438 chia sẻ còn 418 nha mọi người ơi. Giùm mình nha. 122 người coi rồi, lên 150 người coi, em sẽ tặng đầm đang mặc cho mannequin nha mọi người ơi. Vải cực kỳ đẹp luôn nha. Đầm này cực kỳ xinh nha mọi người ơi, đầm này cực kỳ xinh nha. 150 người coi em sẽ tặng cái đầm này nha mọi người ơi. 150 người coi em sẽ tặng cái đầm đang mặc này nha. 120 người coi rồi, 150 người coi em sẽ tặng cái đầm này nha. Mọi người chia sẻ mạnh tay giùm em nha mọi người ơi. Mọi người cố lên, 130 người coi rồi, lên 150 người coi em sẽ tặng đầm đó nha. Rồi một cái đầm mẫu mình đang mặc có giá 218 nha mọi người, chia sẻ còn 198 cái đầm này nha mọi người ơi. Đầm mẫu mình đang mặc chia sẻ còn 198 nha.
chia sẻ đã được giảm 20k trên một sản phẩm nha mọi người ơi. Đầm này là đầm suông nên là bao nhiêu ký mặc cũng vừa nha mọi người, free size nha. Mẫu này mình có hai màu nha mọi người, màu xanh và màu đen nha mọi người. Bạn nào thích mẫu này chốt số 1 giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu này chốt số 1 nha. 218 chia sẻ còn 2 còn 198. 218 chia sẻ còn 198 cái đầm này nha mọi người ơi. Mẫu này là đầm suông nên là free size nha. Bao nhiêu ký mà cũng vừa nha mọi người ơi. Mẫu này cực kỳ xinh nha, cực kỳ xinh luôn nha mọi người. Mọi người chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. 218 chia sẻ còn 198 cái đầm này nha mọi người ơi, hai màu nha. Nhạc nó thì đúng rồi. Bạn nào thích mẫu này thì chụp màn hình gửi lại cho mình nha mọi người ơi. Bạn nào thích mẫu này chốt số 1 giùm mình nha. Mẫu này 218 chia sẻ còn 198 nha mọi người. 218 chia sẻ còn 198 cái đầm này thôi nha mọi người ơi. Cực kỳ đẹp, cực kỳ rẻ luôn nha. Mọi người có thể ghé 86 Cù Chính Lan Mew Shop lựa đồ nha mọi người. Hàng mới về rất nhiều nha. Hàng mới về rất nhiều mẫu đồ đẹp luôn nha mọi người. Mẫu thời gian mẫu mình đã thay đồ, mọi người chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Bạn nào chia sẻ vào nhiều nhóm nhất, bạn đó chụp hình gửi lại cho mình sẽ tặng quà cho bạn đó nha. Mình sẽ kiểm tra và tặng quà cho bạn đó luôn nha. Xin chào Hồng Hoa, xin chào cả nhà. Mọi người tiếp tục chia sẻ bài đi ạ. 150 người coi em sẽ tặng đầm đang mặc trên mannequin nha mọi người. 150 người coi em sẽ tặng đầm đang mặc trên mannequin. Cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Đây là set bộ nha mọi người ơi, set váy này nha. Có giá là 278 chia sẻ còn 258 nha mọi người. Set bộ này mình có hai màu nha mọi người, màu hồng và màu vàng nha. Màu hồng và màu vàng nha mọi người ơi. 53 kg đồ loại mặc vừa. 53 kg đồ loại mặc vừa cái set này nha mọi người. 278 chia sẻ còn 258 thôi nha mọi người ơi. Mọi người chia sẻ bài để được giảm 20k trên một sản phẩm nha mọi người. 150 người coi em sẽ tặng đầm đang mặc trên mannequin nha. Xét bộ này em có hai màu nha mọi người, màu hồng và màu vàng nha. Hai trăm bảy tám chia sẻ còn 258 một xét bộ này nha mọi người. Xét này em có hai màu nha, màu hồng và màu vàng nha mọi người. Bạn nào thích mẫu này thì chốt số 2 giùm mình nha. Bạn nào thích mẫu này chốt số 2 giùm mình nha mọi người ơi. Chốt số 2 giùm mình mẫu này nha. Mẫu này có hai màu, màu hồng và màu vàng cho mọi người. 53 kg đồ loại mặc vừa set này. Set này có giá là 278. Chia sẻ còn 258 nha mọi người ơi. Chia sẻ còn 258 một set này thôi nha. Cực kỳ dễ thương luôn nha mọi người. Bạn nào thích mẫu này có thể chụp màn hình gửi lại cho mình nha. Hoặc có thể ghé 86 của Diễn Lan Mew Shop coi nha mọi người. Còn rất là nhiều mẫu đồ đẹp nha mọi người ơi, còn rất nhiều luôn nha. Mọi người đợi mẫu mình thay đồ một tí nha mọi người ơi. Trong thời gian chờ đợi mẫu mình thay đồ, mọi người có thể mạnh tay chia sẻ cho cái gì?
Rồi, chốt cho Hồng Anh màu vàng nha. Mọi người chia sẻ bài nhiều giùm mình nha mọi người ơi. Trong thời gian chờ đợi mọi người chia sẻ bài giùm mình nha. Còn rất nhiều đồ đẹp nha mọi người. Rất nhiều đồ đẹp nha. Rất nhiều đồ đẹp nha mọi người ơi. Một cái đầm đi tiệc này nha. Bao nhiêu giá cái gì vậy? Đầm đi tiệc này có giá là 298 nha mọi người. Chia sẻ còn 258 thôi nha mọi người ơi. Cái gì? Không. 278 à? 298 chia sẻ còn 278 cái đầm này nha mọi người. Đầm này 55kg đổ lại mặt vừa nha. 55kg đổ lại mặt vừa cái đầm này nha mọi người. Chia sẻ để được giảm 20k nha mọi người ơi. 298 chia sẻ còn 278 thôi nha mọi người. Mẫu này lên cực kỳ xinh nha mọi người. 55kg đổ lại mặt vừa nha. Đầm đi tiệc này cực kỳ xinh nha mọi người. Dung tâm ray ơi, lo ngủ đi, giờ này đã thức rồi. Giờ là mấy giờ nữa? Giờ đi ngủ. Bạn nào thích mẫu này chốt số 3 giùm mình nha mọi người ơi, chốt số 3 nha. Mẫu này chốt là chụp like hả? Chia sẻ để được giảm 20k nha mọi người. Bạn nào thích mẫu này chốt số 2 giùm mình nha. Chốt số 2 giùm mình mẫu này nha. 298 chia sẻ còn 278 thôi nha mọi người ơi. 278 cái đầm này cực kỳ rẻ nha. Rất đẹp luôn nha mọi người. Bạn nào thích mẫu này thì chụp màn hình lại gửi cho mình nha mọi người ơi. Mình có gửi hàng qua bên Mỹ luôn nha Nhung. Có thời gian thì là ghé shop xem nha, có nhiều mẫu cho chị lắm ạ. Hàng mới về nhiều lắm chị ơi. Mọi người ơi chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Mọi người chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Nhiều màu lắm cô Hồng Anh ơi, cô thích màu nào là ở shop có màu đó. Chuẩn bị ra một siêu phẩm. Đầm đi tiệc rất nhiều đầm, rất nhiều mẫu đẹp nha mọi người. Đầm đi tiệc rất nhiều mẫu đẹp nha. Mẫu có giá. Mẫu em đang mặc cực kỳ xinh nha mọi người. Đầm này chỉ có giá 478, chia sẻ còn 458 cái đầm này nha mọi người ơi. Chia sẻ còn 458 nha. Mẫu này từ 50kg đổ lại mặt vừa nha mọi người. 52kg đổ lại mặt vừa nha. Mẫu này có mút ở ngực luôn nha mọi người. 50kg đổ lại mặt vừa cái đầm này nha mọi người ơi. 478 chia sẻ còn 458 thôi nha mọi người. 458 cái đầm này cực kỳ xinh luôn nha mọi người ơi. Cực kỳ đẹp, vải rất đẹp luôn nha. 50kg lại mặc vừa cái đầm này nha mọi người. 478 chia sẻ còn 458 nha mọi người ơi. 458 cái đầm đi tiệc này cực kỳ xinh luôn nha. Ở ngoài rất là đẹp nha mọi người. Mọi người có thể chụp màn hình để inbox cho shop nha. Hoặc mọi người có thể ghé 86 Cù Chính Lan Miu Shop coi giùm mình nha mọi người ơi. Rất nhiều đầm về đẹp nha mọi người. Bạn nào thích mẫu này thì có thể chụp lại màn hình gửi cho mình nha. Cực kỳ xinh luôn nha mọi người. Đầm này rất đẹp nha. Trong thời gian mẫu mình thay đồ mọi người chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Chia sẻ bài giùm mình nha. Chia sẻ bài để được giảm 20k nha mọi người. Trên một cái này đâu. Còn một cái bẹt cái này. Mọi người chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Còn rất nhiều đầm đẹp nha mọi người.
đầm này cũng cực kỳ xinh luôn nha mọi người ơi. 52 cái đồ loại mặt vừa cái đầm này nha mọi người. 52 cái đồ loại mặt vừa cái đầm này nha. Đầm này giá nhiều đi. 368 chia sẻ còn 348 nha mọi người. Đầu rồi. Số 2 nhớ. Cẩm Tiên ơi, em có thể chụp màn hình gửi qua giùm chị được không? Cho chị nhiều quá chị không nhớ. Thôi chị sẽ trả lời cho. Mẫu này 368 còn 348 thôi nha mọi người ơi. 50kg thu lại mặt vừa cái đầm này nha. 50kg thu lại mặt vừa nha mọi người. Cực kỳ xinh luôn nha. Giá cực kỳ rẻ. Ở ngoài đẹp lắm nha mọi người ơi. Ở ngoài cực kỳ đẹp luôn á. Bạn nào thích mẫu này chốt số 5 giùm mình nha mọi người. Mẫu này số 5 nha. 368 chia sẻ còn 348 nha mọi người. 348 cái đầm này nha. Đầm đi tiệc này cực kỳ xinh nha. Những mẫu xinh yêu này chỉ có tại Miu mà thôi. Xin chào cô Ngọc. Mọi người nhanh tay ghé shop để lựa chọn cho mình những mẫu đầm cực kỳ xuất sắc nha mọi người. Đúng rồi, làm cái chân thẳng thẳng lên. Mọi người chia sẻ bài nha mọi người ơi, chia sẻ để được giảm 20k trên một sản phẩm nha. Nhiều nhiều lắm cô. Cô thích bao nhiêu cũng có. Cô nghe vừa không? Vừa luôn. Chốt luôn cho cô nghe. Rồi chốt luôn cho cô Hồng Anh nha. Còn rất là nhiều mẫu đẹp nha mọi người ơi. Mọi người chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Một cái đầm này là 218 chia sẻ còn 198 thôi nha mọi người ơi. 198 cái đầm này nha. Bạn nào thích thì chốt số 6 giùm mình nha mọi người. Chốt số 6 giùm mình cái đầm này 198 chia sẻ còn 198 nha mọi người ơi. Cực kỳ xinh nha. 218 chia sẻ còn 198 cái đầm này nha mọi người ơi. Bạn nào thích thì chụp màn hình gửi lại cho mình nha. Mọi người chia sẻ bài giúp. Trong thời gian chờ đợi mẫu thay những siêu phẩm thì mọi người chia sẻ giúp Miu nha. Trên 150 người xem thì mọi người sẽ được tặng cái chiếc áo hoa, váy hoa trên canh đó ạ. Mọi người tiếp tục chia sẻ nhiệt tình đi ạ. 120 người xem rồi, lên chỉ 30 người nữa thôi. Mọi người cứ tiếp tục chia sẻ vào tất cả các hội nhóm nha. Ai mà chia sẻ nhiều, chụp lại màn hình trên 10 lần Miu sẽ gửi quà tặng cho bạn đấy nha. Gửi bất cứ một món quà nào nha mọi người. Mọi người chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Chia sẻ nhiệt tình vô mọi người ơi. Đầm trắng khi nãy cô nghe không vừa rồi. Vừa luôn, chốt cho cô Hồng Anh luôn nha.
Mọi người ơi, chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Mọi người có thể ghé 86 Cù Chiến Lan Mew Shop để coi đồ và lựa đồ nha. Hàng mới về rất nhiều nha mọi người ơi. Trong thời gian chờ đợi mẫu mình thay đồ, mọi người chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Chia sẻ càng nhiều càng tốt cho mọi người ơi. Một cái đầm này nha mọi người, rất là xinh nha. Cái đầm này chỉ có giá 228, chia sẻ còn 208 nha mọi người ơi, chia sẻ còn 208 cái đầm này nha. Đầm này 55kg đồ lại mặt vừa nha mọi người, 55kg đồ lại mặt vừa cái đầm này nha, cực kỳ đẹp nha. Bạn nào thích mẫu này chốt số 6 giùm mình nha mọi người. Chốt số 6 giùm mình nha. Chốt số 6 cho mình mẫu này nha mọi người, 228 còn 208 nha. Đầm này cũng cực kỳ đẹp cho mọi người. Ai thích thì có thể chụp màn hình để post cho Miu nha. Bạn nào thích mẫu này thì chụp màn hình gửi lại cho mình nha. Mọi người chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Chia sẻ càng nhiều càng tốt nha. Chia sẻ để được giảm 20k nha mọi người ơi, 20k trên một sản phẩm nha. 150 người coi, mình sẽ tặng đầm đang mặc trên mannequin nha mọi người. Rồi mẫu mình đang thay đồ nha mọi người ơi. Một cái đầm này cũng rất là xinh nha mọi người. Đầm này rất là xinh. Mẫu này từ 50kg đổ lại mặt vừa nha mọi người. 198 chia sẻ còn 178 nha mọi người ơi. Chia sẻ còn 178 nha. Đầm này có mút ngực luôn nha mọi người ơi. 198 chia sẻ còn 178 cái đầm này. Bạn nào thích đầm này, bạn nào thích đầm này thì chụp màn hình gửi lại cho mình nha mọi người. Cô Nga chốt một đầm đen áo sơ mi. Mẫu này nha mọi người ơi, 50kg lại mặc vừa cái mẫu này nha. 198 chia sẻ còn 178 cái đầm này nha mọi người. Rồi ok cô Hồng Anh nha, chốt cái đó cho Hồng Anh. Bạn nào thích mẫu này thì chụp lại màn hình gửi mình nha mọi người. Bạn nào thích mẫu đang mặc thì chụp lại màn hình gửi mình nha. Mọi người ơi, chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Chia sẻ bài giùm mình nha. Chia sẻ để được giảm. Bạn nào thích đầm này thì chụp màn hình gửi lại cho mình nha mọi người. Mẫu đầm này em có hai màu nha mọi người ơi. Đầm đang mẫu mình đang mặc có hai màu nha. Màu hồng, ba màu nha mọi người. Màu đen, màu vàng và màu hồng nha mọi người. Đen, vàng, hồng nha.
Mẫu này từ 52kg đồ lại mặt vừa nha mọi người. Giá là 198. Chia sẻ còn 178 cái đầm này thôi nha mọi người ơi. Ba màu nha, đen vàng hồng nha mọi người. 198 chia sẻ còn 178 thôi nha. Bạn nào thích mẫu này thì chụp màn hình gửi lại cho mình nha mọi người. Chụp lại màn hình gửi cho mình nha. Mẫu này cực kỳ xinh luôn nha mọi người ơi. Cực kỳ xinh nha. Mẫu này ba màu nha mọi người. Đen vàng hồng nha. 198 chia sẻ còn 178 thôi nha mọi người. Mọi người chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Mọi người xin chào My Huỳnh nha. My Huỳnh chia sẻ bài giùm em nha My Huỳnh ơi. Xin chào cả nhà nha. Mọi người chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Chia sẻ bài để được giảm 20k. Cái đó liên hệ lên Nguyễn nha My Huỳnh ơi, nên liên hệ lên Nguyễn nha. Em không biết nha. Mẫu đang mặc em có hai màu nha mọi người ơi, màu đen chu cha thảo cũng lanh nữa. Mẫu này em có hai màu nha mọi người, màu đen và màu hồng nha. Bạn nào thích màu này thì chụp lại màn hình gửi cho em nha mọi người ơi. Đầm này có giá là 218, chia sẻ còn 198 nha mọi người. Chia sẻ còn 198. Bạn nào lấy mẫu này thì chụp lại màn hình gửi cho mình nha. Hai màu nha mọi người ơi, hai màu mẫu này nha. Tặng cả ký nữa. Cặn cho chị ký thịt đó, thịt mỡ á. Bạn nào thích mẫu này thì chụp màn hình gửi lại cho mình nha mọi người ơi. Mẫu này em có hai màu nha, màu đen và màu hồng nha mọi người. Bạn nào thích mẫu này thì chụp lại màn hình gửi cho mình. Mẫu này 218 chia sẻ. Lưu nghe Lưu ơi, 218 chia sẻ còn 198 nha bạn ơi. 50kg đồ lại mặc vừa. 50kg đồ lại mặc vừa nha mọi người. Mẫu này 50kg đồ lại mặc vừa nha. Bạn nào thích mẫu này thì chụp lại màn hình gửi cho mình nha mọi người. Thảo ơi, em có đẹp không? Đẹp quá đẹp. Dạ đúng rồi Hồng Anh ơi. Là Vinh nha. Tối lắm hả chị? Em thấy nhìn trong điện thoại nó cũng sáng lắm chị. Chị tối lắm không My? Xem thấy ở trong đây cũng sáng lắm. Mẫu này, mẫu set Gucci này có hai màu nha mọi người ơi, màu cam và màu xanh đen nha. À, ba màu nha mọi người ơi. Set mẫu mình đang mặc có ba màu nha.
338 chia sẻ còn 318 nha mọi người. 338 chia sẻ còn 318 nha. Xét bộ Gucci mẫu mình đang mặc có 3 màu nha mọi người. Cam, đất đen và xanh đen nha. Bạn nào thích thì có thể chụp lại màn hình gửi cho mình nha mọi người ơi. Chia sẻ còn 318 nha mọi người ơi. 338 chia sẻ còn 318. Set này mình có 3 màu nha mọi người, màu cam, màu đen và màu xanh đen nha. Bạn nào thích mẫu này thì chụp lại màn hình gửi cho mình nha mọi người ơi. Còn rất là nhiều mẫu nha. Mọi người có thể ghé 86 của những Lan Bill Shop coi nha, đồ nha mọi người ơi. Để bữa sau em chỉnh thêm đèn thử mi xem, thấy trong này nó sáng lắm. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Mọi người chia sẻ bài để được giảm 20k cho một sản phẩm nha mọi người ơi. Bạn nào thích thì có thể chụp lại màn hình gửi cho mình nha mọi người. Thích chụp lại màn hình gửi hoặc là có thể ghé 86 của Diễn Lan Bia Shop coi đồ giùm mình nha mọi người. Hàng mới và nhiều lắm ạ. Rất là nhiều đồ đẹp luôn nha mọi người ơi. Yêu cầu nói chuyện riêng thì inbox với nhau nha, inbox với nhau nha. Không có nói chuyện trên đây nha, mua đồ thì mới được nói chuyện nha. My Huỳnh với Minh Thảo. Mấy màu nhỉ? Xét mẫu mình đang mặc nha mọi người ơi. 3 màu nha mọi người. Vàng, cam, đất hoặc màu hồng nha. Đúng rồi, đúng rồi. Cái gì? Bao nhiêu? 258. 258 à? 258 chia sẻ còn 238 nha mọi người ơi. 238 cái xét bộ này nha. Sắc bộ này em có 3 màu nha, hồng, vàng và cam đất nha mọi người. Bạn nào thích mẫu này thì chụp lại màn hình gửi cho mình nha. Giá là 258 chia sẻ còn 238 nha mọi người. Xếp bộ này 55kg loại mặc vừa nha. 55kg loại mặc vừa xếp bộ này nha mọi người ơi. 3 màu nha, màu cam, màu hồng và màu vàng nha mọi người. Lên farm cực kỳ đẹp nha. 258 chia sẻ còn 238 thôi nha mọi người. Bạn nào thích mẫu này thì chụp lại màn hình gửi cho mình nha. 55kg đồ lại mặc vừa nha cô Hồng Anh. 55kg đồ lại mặc vừa nha. Rồi em sẽ qua mẫu nha mọi người. Bạn nào thích thì chụp lại màn hình gửi cho mình nha mọi người ơi. Hoặc có thể ghé 86 của Diễn Lan Bill Shop coi hàng nha mọi người. Mọi người chia sẻ bài giùm em nha mọi người. Chia sẻ để được giảm 20k cho một sản phẩm nha. Mày đang đánh nốt rồi chứ mày. Dạ ok cô Hồng Anh nha. Cháu chốt màu cam. Mọi người chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Chia sẻ để được giảm 20k nha. 150 người coi em sẽ tặng đầm đang mặc trên mannequin nha mọi người ơi. Trong thời gian mẫu em đang mặc đồ mọi người. Mọi người chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Chia
sẻ càng nhiều, chia sẻ 10 lần trong nhóm là bên shop sẽ tặng quà cho bạn nào chia sẻ nha. Rồi, ok Hồng Anh. Bộ mẫu mình đang mặc có giá là 358 nha mọi người, chia sẻ còn 358 chia sẻ còn 338 nha mọi người ơi. Xét bộ mẫu mình đang mặc cực kỳ xinh nha. Mẫu này từ 55kg đồ lại mặc vừa nha mọi người. 55kg đồ lại mặc vừa. 55kg đồ lại mặc vừa nha. 358 chia sẻ còn 338 nha mọi người. 338 xét bộ này nha, cực kỳ xinh nha mọi người. 55kg đồ lại mặc vừa cái xét này nha mọi người ơi. 55kg đồ lại mang vừa xét bộ này nha mọi người. 358 chia sẻ còn 338 nha mọi người ơi. Cực kỳ xinh luôn nha. Bạn nào thích mẫu này có thể chụp lại màn hình gửi cho mình nha mọi người ơi. Hoặc ghé 86 của những Lan Miu Shop coi đồ nha. 358 chia sẻ còn 328 xét bộ này nha mọi người. Bạn nào thích thì chụp lại màn hình gửi cho mình nha. 358 chia sẻ chỉ còn 338 thôi nha mọi người ơi. Cực kỳ xinh luôn nha mọi người. Cực kỳ đẹp nha. Mọi người chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Còn rất nhiều đồ đẹp nha mọi người. Sao mập thịt nó lên đây nó xuống đây ta. Rồi ok Hồng Anh. Xét caro chốt. Mọi người chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Mọi người chia sẻ bài để được giảm 20k trên một sản phẩm nha mọi người. 150 người coi mình sẽ tặng đầm đang mặc trên mannequin nha. 120 người coi rồi nha mọi người ơi. Lên 150 người coi em sẽ tặng đầm đang mặc trên mannequin nha. Để được giảm 20k trên một sản phẩm nha mọi người ơi. Yếm. Xét váy yếm bao nhiêu? Yếm nha mọi người ơi, yếm này nha, yếm này mặc chung 358 cái yếm này nha mọi người. 358 chia sẻ còn 338 nha. Yếm này cực kỳ xinh nha mọi người. 55kg đồ lại mặc vừa cái yếm này nha mọi người ơi. 55kg đồ lại nha. Bạn nào thích mẫu này thì chụp lại màn hình gửi cho mình nha mọi người ơi. 358 chia sẻ còn 338 nha mọi người. 338 cái yếm này vải cực kỳ xịn luôn nha. Vải cực kỳ chất nha mọi người. Hàng mới nha. Hoặc mọi người có thể ghé 86 của những Lan Miu Shop coi hàng, coi đồ giùm mình nha mọi người. Rất là nhiều đầm về, rất là đẹp nha mọi người. 358 chia sẻ còn 328 cái đầm cái yếm này nha mọi người ơi. Cực kỳ xinh luôn ạ. Cực kỳ đẹp nha. Bạn nào thích mẫu này thì chụp lại. Chị gấu xinh thế. Kiên Cường Phạm. Bạn nào thích mẫu này chụp lại màn hình gửi cho mình nha. Chia sẻ để được giảm nha mọi người.
sẻ để được giảm 20k nha mọi người ơi. Ok, mọi người chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Còn rất nhiều đầm xinh nha. Rất nhiều đầm đẹp luôn nha mọi người. Mọi người chia sẻ bài để được giảm 20k cho một sản phẩm nha mọi người ơi. Chia sẻ bài để được giảm nha. Cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Vải cực kỳ chất luôn nha. Rất là nhiều đồ đẹp nha mọi người. Rồi một cái đầm yếm này nha. Rồi cái đầm này có giá 228 nha mọi người. Chia sẻ còn 208 nha. Cái đầm yếm này nha mọi người. Yếm đinh này nha. 228 chia sẻ còn 208. 52kg đồ lại mặt vừa cái yếm này nha mọi người. 52kg đồ lại mặt vừa nha. Bạn nào thích mẫu này thì chụp lại màn hình gửi cho mình nha mọi người. Đầm yếm này có giá 228. Chia sẻ còn 208 thôi nha mọi người ơi. Cực kỳ rẻ luôn nha. Vải cực kỳ đẹp nha mọi người. Vải rất đẹp nha. 52kg đồ lại mặt vừa nha mọi người. 52kg đồ lại mặt vừa đầm yếm này nha mọi người. Bạn nào thích mẫu này chụp lại màn hình gửi cho mình nha mọi người ơi. Hoặc có thể ghé 86 Hồ Vĩnh Lan Mew Shop để coi nha. Còn rất nhiều nha. Mình sẽ qua mẫu nha mọi người. Trong thời gian chờ đợi mẫu mình thay đồ, mọi người có thể chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Chia sẻ bài để mua với giá được giảm 20k trên một sản phẩm nha. Còn rất nhiều đồ đẹp nha mọi người. Vừa cô Hồng Anh. Mọi người chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Chia sẻ để được giảm 20k nha mọi người ơi. Mỹ Kim ơi, lên nha like thăm cô Linh đi. Thăm mở Linh. Cầm bơ lên cho mở Linh. Mở Linh rất là thèm bơ. Đẹp kìa. Thu nghe Trần Triệu, chị ơi váy đang mặc trên mannequin là hai trăm hai mươi tám nha chị ơi. Mua trên like là còn 208 nha chị Thu nghe Trần Triệu. Rồi xét yếm này nha mọi người ơi. Xét yếm này nha mọi người. Xét yếm này từ 55kg loại mặt vừa. Xét yếm này nha. Mẫu này cực kỳ xinh nha mọi người ơi. Rất đẹp nha. Rất là xinh luôn. Mọi người mua trên like sẽ được giảm 20k nha mọi người. 20k một sản phẩm nha. Cô Nga vừa nha cô Hồng Anh ơi. Cô Nga vừa nha. Bạn nào thích mẫu này có thể chụp lại màn hình gửi cho mình nha mọi người ơi. Mẫu đầm, mẫu một set yếm đinh này nha, cực kỳ xinh luôn nha mọi người. Cực kỳ đẹp nha. Bạn nào thích chụp lại màn hình cho mình nha. Chia sẻ để được giảm 20k nha mọi người. Mọi người ơi, mọi người hãy like và share trang bay này nhé. Tối mai sẽ có chương trình tặng áo chứ không bán nha. Mọi người ơi, mọi người tiếp tục chia sẻ mạnh tay cho Linh đi ạ. Còn hết chưa đi? Trong thời gian chờ đợi mở thay đồ, mọi người chia sẻ livestream
cho Meal Shop đi ạ. Tối mai Meal Shop sẽ có chương trình tặng đồ mới. Mọi người theo dõi livestream nha, 7 giờ tối mai. Cái trước lên mang vừa thì cô Hồng Anh bị chật, nhưng cô Hồng Anh ơi, kết thúc livestream này, ai chia sẻ trong hội nhóm nhiều nhất chụp lại màn hình inbox cho Miu, Miu sẽ gửi quà tặng cho bạn đấy. Tiếp tục là một set màu xanh. Mọi người chia sẻ bài giùm Miu nha mọi người ơi. Rồi một set bộ này nha, cực kỳ dễ thương nha mọi người. 258 chia sẻ còn 238 nha mọi người ơi, 238 cái set này nha, 238 set bộ này nha mọi người ơi. 52 cái đồ lại mặc vừa set này nha mọi người, 52 cái đồ lại mặc vừa set này nha, cực kỳ xinh nha mọi người. 258 chia sẻ còn 238 nha mọi người ơi, 238 cái set bộ này nha, cực kỳ mát luôn nha. Bạn nào thích mẫu này chụp lại màn hình gửi cho mình nha mọi người. Chụp lại màn hình gửi lại cho mình nha, mẫu này nha. Mọi người ơi, chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Sẽ được giảm 20k nha mọi người. Chia sẻ để được giảm 20k nha mọi người. Rồi một set thể thao này có giá 268 nha mọi người, chia sẻ còn 248 nha. 248 cái set thể thao này cực kỳ xinh luôn nha mọi người. 55kg đồ lại mặc vừa nha. 55kg đồ lại mặc vừa nha mọi người ơi. Bạn nào thích mẫu này thì chụp lại màn hình gửi cho mình nha. 268 chia sẻ còn 248 nha mọi người. 248 nha. Cực kỳ đẹp nha mọi người, rất là xinh nha. Bạn nào thích mẫu này thì chụp lại màn hình gửi cho mình nha mọi người. Chụp lại màn hình gửi mẫu này cho mình nha. Mẫu này 55kg đồ lại mặc vừa nha mọi người. Rất là xinh nha. Cực kỳ xinh. 268 chia sẻ còn 248 nha mọi người ơi. Rất là đẹp nha. Bạn nào thích mẫu này chụp lại màn hình gửi cho mình nha mọi người. Chụp lại màn hình gửi cho mình nha. Mọi người ơi, chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Chia sẻ đã được giảm 20k trên từng sản phẩm nha. Xin chào cô Phúc. Phúc đẹp gái. Trong thời gian chờ mẫu mình thay đồ, mọi người chia sẻ bài giùm mình cho mọi người. Mọi người chia sẻ bài giùm mình nha.
vừa xét bộ này nha mọi người ơi. Áo làm gì? Một bao nhiêu? Bao nhiêu tiền? Quần bao nhiêu? Bạn nào thích mẫu này có thể chụp màn hình gửi cho mình nha mọi người ơi. Mẫu của mình đang mặc nha, cực kỳ đẹp nha mọi người. 50kg đồ lại mặc vừa nha. 50kg đồ lại mặc vừa nha mọi người ơi. Mẫu này là mình tự phối nha. Bạn nào thích thì có thể chụp lại màn hình gửi cho mình nha mọi người. Bên mình có rất là nhiều mẫu đồ đẹp nha mọi người. Mọi người có thể ghé 86 của Chính Lang Miu Shop coi đồ giùm mình nha. Bạn nào được luôn nha cô Phúc ơi. Cô thích mua cái gì cho bán cái đó. Cô có mua mẫu luôn không? Đi dạ không? Có nuôi nổi mẫu không? Bạn nào thích mẫu này thì chụp màn hình gửi lại cho mình nha mọi người ơi. Mọi người chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Phụ phàng quá Phúc ạ. Mai lên đây mua đồ nha con Phúc. Hàng mới và nhiều lắm. Mai lên đây chống lửa cho Phúc mua về cho ông chồng của Phúc. Mọi người ơi chia sẻ bài cho mình cho mọi người. Rồi xét bộ mẫu mình đang mặc cực kỳ xinh luôn nha mọi người. Bạn nào thích thì có thể chụp lại màn hình gửi cho mình nha. Cực kỳ đẹp nha mọi người ơi. Mẫu này cực kỳ xinh luôn nha. Bạn nào thích thì có thể chụp lại màn hình gửi cho mình nha mọi người. Chụp màn hình gửi lại cho mình xét bộ này nha. Hoặc có thể ghé 86 khu Chính Lang Miu Shop coi nha mọi người. Coi và thử đồ nha. Rất nhiều mẫu đồ về mới đẹp nha mọi người. Mọi người ơi chia sẻ bài nha mọi người. Mọi người chia sẻ bài nha. Tối ngày mai hẹn mọi người tối ngày mai 7 giờ Miu Shop sẽ live tặng đồ mới nha mọi người. Tặng đồ mới thôi nha, không bán nha mọi người. Mọi người nhớ theo dõi nha mọi người ơi. Mọi người tương tác nhiều vào nha. Mọi người chia sẻ bài nha mọi người ơi. Rồi một set đồ cực kỳ đẹp nha mọi người. Cực kỳ xinh nha. Rất là rẻ nha mọi người ơi. Mọi người có thể ghé 86 của Chính Lang để xem đồ nha. Lựa mẫu cho mình nha mọi người. Chia sẻ trên like, mua trên like sẽ được giảm 20k cho một sản phẩm nha mọi người. Mẫu này cực kỳ đẹp, bạn nào thích thì có thể chụp lại màn hình gửi cho mình nha mọi người ơi. Chụp lại màn hình gửi cho mình xét bộ này nha. Cực kỳ xinh nha mọi người. Bạn nào thích mẫu này thì chụp lại màn hình gửi cho mình nha. Hoặc có thể ghé 86 của Chính Lang Miu Shop để coi đồ nha mọi người. 86 của Chính Lang Miu Shop nha. Hẹn mọi người tối mai 7 giờ. Bài 7 giờ. À, 55kg đồ lại mặc vừa nha. Phúc Peter. Phúc Letty. 55kg trở xuống mang vừa.
cái áo thì có màu trắng màu đen, còn cái quần thì bán riêng. Quần 178 k. Ngày mai Phúc xuống đây cháu lựa đồ cho Phúc, nhiều đồ mới đẹp lắm. Hẹn mọi người. Đừng có tắt, chưa tắt mà. Hẹn mọi người 7 giờ tối mai nha mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã chia sẻ từ đầu buổi tới giờ. Tối mai Miu sẽ có chương trình tri ân khách hàng, tặng đồ mới, tặng 30 bộ đồ mới cho khách. Mọi người đón xem nha. Like trang bay và chia sẻ nhiệt tình cho Miu Shop nha mọi người. Xin chào mọi người nha. Nó đói rồi chứ.